Rồi, xin chào các bạn nhé. Mình đang chuẩn bị đun một nồi nước tắm. Mình đang sẵn sàng để đun một nồi nước tắm rồi. Thế thì đây, mình cũng chia sẻ với các bạn đây. Đây là chiếc bếp tiết kiệm củi. Tất cả toàn bộ của nó được làm bằng bê tông siêu nhẹ. Bên trong kia là một cái lõi thép dày đến 8 ly. Các cái con ốc để làm cái chân kiềng kia để tăng chỉnh nó. Nếu mà bạn đặt cái bếp này có nghiêng đi chăng nữa thì mình vẫn có thể để là cân đối được, nhờ vào việc vặn những con ốc ở bên trái hoặc bên phải một trong ba chân kia. Đó, cái bếp củi này thì đường kính của cái đường cho củi này, mồi này nó chỉ là 10x10 thôi. Đấy, cái bê tông siêu nhẹ này thì nó sẽ giúp cho chúng ta là không truyền nhiệt từ trong lõi lò kia ra ngoài này. Bê tông siêu nhẹ đặc tính của nó là độ xốp rất cao, rất nhẹ, nó có thể nổi mồng mình trên mặt nước giống như một tấm xốp. Chính vì lẽ đó mà nó không truyền nhiệt. Khi nó không truyền nhiệt như vậy ấy, là nó sẽ giúp cho là tiết kiệm năng cái năng lượng. Toàn bộ cái năng lượng mà cái củi này, cái nhiệt lượng mà nó tỏa ra, cái quy tỏa ấy, thì nó được thốc lên đáy nồi kia. Và cái đáy nồi này nó sẽ hấp thụ gần như toàn bộ luôn. Đấy, nó hấp thụ được cái tức là nó không bị tỏa ra cái môi trường xung quanh này. Bởi vì đây là cái thùng phi. Cái thùng phi là thùng phi loại dày. Đấy, tôi đồ rằng cái lõi kia phải dùng 10 năm mới hỏng được. Đấy, còn cái bê tông siêu nhẹ xung quanh này thì bạn đun từ sáng đến trưa thì nó cũng không nóng lên được ra đến ngoài này các bạn nhé. Đây là không nóng ra ngoài này đâu các bạn nhé. Đó. Bây giờ thì mình đang cho vào đây 3 thanh củi thôi, bởi vì mình có cuộc sống một mình cho nên là cái việc đun nước này gần như không đáng kể bao nhiêu cả. Mặc dù không đáng kể bao nhiêu cả nhưng mình vẫn phải tiết kiệm, bởi vì mình xây dựng mình là một con người tiết kiệm. Một con người tiết kiệm nó giúp ích để chúng ta là sử dụng một lúc nào chúng ta cũng nghĩ rằng là chúng ta là người tiết kiệm ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng các cái nguồn lực một cách là tối ưu nhất có thể. Đó, tối ưu nhất có thể. Ví dụ như củi ở trên miền núi này thì nhiều vô kể đúng không anh em? Các bạn chỉ cần trèo ra đồi kia chặt nhặt tí thôi đã được một vác củi rồi. Nếu một vác củi mà về các bạn đun theo kiểu này á thì chỉ có 3 cái mẩu củi thôi là đã được một ấm nước rồi. 3 cái mẩu củi này thôi là đã được một ấm nước rồi. Như vậy là chúng ta đã thực hành tiết kiệm rồi. Ngày nào chúng ta cũng nghĩ, lúc nào chúng ta cũng nghĩ rằng là làm gì thì làm cũng phải nghĩ đến chữ tiết kiệm. Thế là chúng ta tự nhiên là hành vi của chúng ta trở thành người tiết kiệm. Đấy. Thế thì chúng ta tiết kiệm không phải là để chúng ta cứ suốt ngày để chúng ta chỉ biết mỗi cái thân mình thôi. Tôi vẫn chia sẻ thêm lại một lần nữa, đó là khi chúng ta tiết kiệm ấy thì chúng ta phải biết cảm ơn những cái người mà sinh thành ra chúng ta, bố mẹ chúng ta. Đấy. Dù sao thì dù chúng ta vẫn phải cảm ơn và chúng ta phải biết suy nghĩ một chút. Thì ở đây mình cũng chia sẻ với các bạn là với những cái người mà kể cả là bạn của bạn thôi, bạn thân của bạn cũng vậy thôi, người ta sẽ không bao giờ có thể là hỗ trợ bạn một cách tối đa nhất có thể bằng người thân người nhà của các bạn, đặc biệt là mẹ bạn đúng không, hoặc bố bạn đó. Cho nên là chúng ta làm gì thì làm được nhiều hay làm được ít thì chúng ta mỗi một lần về thăm bố mẹ chẳng hạn, hay nhìn trước ngó sau xem bố mẹ mình cần cái gì, thì hoặc là bố mẹ mình đang thiếu cái gì đấy thì mình hỏi và mình hỗ trợ. Ví dụ như là như khắc trường mình thì các bạn cũng để ý thấy đấy, gần như là toàn bộ những đồ đạc trong gia đình nhà bố mẹ mình ngay từ ngày xưa cách đây 5 năm rồi, 8 năm rồi, thì toàn bộ những đồ trong gia đình nhà bố mẹ mình thì toàn do mình mua, mình hỗ trợ bố mẹ thôi. Đấy, cái năm vừa rồi mình còn mua cả cái ghế massage để thay cho cái việc là thằng con ở xa nó không đấm bóp được cho mình đúng không, thì nó lại đấm bóp cho mình. Thì như vậy mỗi lần mẹ mình nằm trên đấy có phải hơn là việc chúng ta chỉ nói suông không. Đấy, trong cái cuộc sống này ghét nhất là những thằng nào mà ủ suông bắt cái tiến các bạn nhỉ, ủ suông rồi lại còn bắt cái tiến. Ok, đấy, chúng ta tiết kiệm là chúng ta dùng tối ưu nhất các cái nguồn lực mà chúng ta đang có. Ví dụ củi ở trên miền núi chúng ta rất nhiều này. Đấy, củi chúng ta rất nhiều này, những cái cây ổi này, những cây nhãn này người ta vứt ở ngoài đường ấy thì chúng ta nhặt về, chúng ta dùng cái máy chúng ta cắt ra, chỉ có ba cái thanh này thôi các bạn nhé. Chỉ cần 3 thanh đúng như này thôi, tôi không nói phép các bạn đâu, chỉ bàn 3 thanh như này thôi là đã đun sôi một ấm nước này rồi. Hoặc là ấm nước nó có thể không sôi nhưng các bạn chỉ cần để đây thôi, các bạn đi làm gì thì làm thì không sợ cái củi này nó cháy ra ngoài này, không sợ cái củi này cháy ra ngoài này. Chỉ có 3 thanh như này thôi, đây chỉ có 3 thanh như này thôi là đã thừa sức đun sôi một ấm nước rồi. Đấy, và chúng ta chỉ việc cắm nó vào trong này thôi và chúng ta đi làm việc khác, chờ khoảng độ 20 phút nữa, 30 phút nữa, 40 phút nữa, 50 phút nữa thì cái nhiệt lượng ở trong cái lõi sắt này nó vẫn cứ tỏa lên đáy của cái nồi này, và cái nồi này không nguội đi nhanh đâu các bạn nhá. Cái ấm nước này các bạn làm có tiếng nữa, các bạn có làm quá tay thì một chút xíu các bạn ra đây vẫn có nước nóng già để các bạn tắm. Đấy,
trong khi đó thì chúng ta lại được, mà cơ bản là cái bếp này là chúng ta lại không được cơ hội để sửa ấy. Chúng ta không có cơ hội để sửa ấy. Bởi vì nếu chúng ta sửa nó thì nó lại truyền hết năng lượng ra ngoài môi trường này mất rồi. Toàn bộ cái năng lượng là thấp vào đáy của cái nồi này rồi. Và ngoài này nó cũng không nóng lên được. Thì anh Vòng có thể dùng bông thủy tinh hoặc là bông gốm cũng được. Nhưng mà để cho bền bỉ mà tận dụng được thì tôi dùng rẻ. Thì tôi dùng là bê tông siêu nhẹ. Bê tông siêu nhẹ đặc tính của nó nhẹ như kiểu xốp ấy. Nó có thể nổi trên mặt nước, ví dụ cả một cái khối này ném xuống nước thì nó chỉ ngập đến đây thôi. Nó chỉ ngập đến đây thôi các bạn này. Nó chỉ ngập đến đây, hoặc cứ gọi là ngập 50% đi. Còn 50% là nó sẽ nổi lên mặt nước. Đấy. Mà mặc dù cái lõi này là dày 8 ly rồi đấy. Nhà thì thiếu gì sắt đâu. Nhà thì không thiếu gì sắt, cho nên là cứ thế mà phang đây các bạn xem này. Tôi còn tiết kiệm củi, tôi còn đếch cho nhiều củi đâu, bởi vì là đấy. Chỉ cần như này thôi là nó phang toàn bộ cái năng lượng này thấp vào đít cái ấm này rồi. Rất tiết kiệm thôi. Rồi, xin được hân hoan chào đón tất cả các anh chị em nhé. Trên màn hình các bạn đang nhìn là chiếc bếp siêu tiết kiệm củi. Làm thì rất đơn giản thôi, nó chỉ bao gồm một cái lõi thép dày. Các bạn làm càng dày thì cái nhiệt lượng nó thu vào trong này càng lớn, mà nó có độ bền càng cao. Thì ở đây cái lõi này là mình đang làm cao là 45 cm. Lõi này làm cao 45 cm. Nó cao ngang cái gỗ này này. Đang cao càng ngang cái cây gỗ này này, cái thanh củi bằng cổ tay này, và cái chuôi dao này này đấy. Thế thì khi bạn nhóm lửa, bạn chỉ vứt vào đây một ít mẩu giấy hoặc là những cái tấm bìa như này. Đây là tấm ván bóc các bạn nhé, tấm ván ép mà người ta làm giường, làm tủ, làm đồ ngày xưa ấy. Bây giờ người ta bỏ ra thì mình bóc nó ra như này này đấy. Mình vứt đây khoảng độ 3 tầng này thôi, tầng này thôi là được rồi. Các bạn cho đây một ít giấy này này, giấy bây giờ thì có bao nhiêu tiền một cân đâu, có 2.500 một cân thôi. Các bạn mà mua đồ hàng online về ấy, thì giấy các bạn sợ còn dư ra, còn ném đi, còn đốt đi, còn không hết ấy. Thế nên ném vào đây vài cái, xong là nhóm lửa, cho mấy cái thanh này vào, cho mấy cái mẩu này vào, cháy to, cho mấy mẩu này vào. Thế là chúng ta có được một bếp củi rồi. Chúng ta bỏ đây, chúng ta đi làm việc khác các bạn nhé. Không nhất thiết cứ phải trông ở đây đâu. Cứ kệ ở đây thôi, chẳng qua tôi đang live stream với các bạn thì tôi lại nói chuyện vậy thôi. Rồi, thế là cái lõi này các bạn làm dày 8 ly một phân cũng được. Xong ở chân kiềng này các bạn làm bằng con ốc này, các bạn làm bằng con ốc 12, 16 cho tôi, để cho nó bền bỉ. Nếu mà bạn để cái bếp này ở một vị trí không cân bằng thì các bạn chỉ được vặn con ốc này xuống, vặn con ốc ở chân kia lên, làm sao để cái qua 3 điểm không thẳng hàng. Chúng ta học vật lý rồi, thì chúng ta sẽ xác định được một mặt phẳng thôi. Cho nên là cái kiềng nó phải làm 3 chân các bạn nhé, để 1 chân, 2 chân, 3 chân. Cho nên thằng nào làm 4 chân là thằng đấy hơi dở một chút xíu đấy. Tại vì vật lý học nó, người ta xác định một điều gì? Qua 3 điểm không thẳng hàng, cho ta xác định một mặt phẳng. Khi bạn làm học bên AutoCAD hay học về SolidWorks cũng vậy. Các bạn cứ nhìn thấy 3 điểm là nó hỏi bạn là có vẽ mặt phẳng hay không. Bạn định chọn mặt phẳng nào. Đấy các bạn thấy chưa? Ok. Thế thì bê tông siêu nhẹ đặc tính của nó là không dẫn nhiệt, mà rất khó để dẫn nhiệt qua nó. Và cái bê tông siêu nhẹ này thì nếu tôi để làm dày như này, nó lên đến tầm khoảng độ 20 phân như này, thì bạn đốt từ sáng đến trưa, kể cả ngọn lửa bung bung với chăng nữa, thì bạn sờ vào cái vỏ này chỉ hơi ấm thôi các bạn nhé. Cái vỏ này cũng chỉ hơi ấm thôi. Rồi, một lần nữa mình lại xác nhận lại với các bạn một lần nữa, đó là mình xây dựng mình là một con người tiết kiệm. Một con người tiết kiệm. Tiết kiệm ở đây mình giải thích rõ đó, đó là tiết kiệm, tức là sử dụng các cái nguồn lực một cách tối ưu nhất có thể, để làm sao mà chúng ta có thể là tiết kiệm được các cái nguồn lực đó, để chúng ta có thể làm những việc khác lớn lao hơn, hoặc là không lớn lao hơn đi chăng nữa. Các bạn có thể thất bại đi chăng nữa, nhưng mà các bạn có thể làm để làm sao mà mang lại lợi ích cho cộng đồng, mà cộng đồng sẽ lại sử dụng các sản phẩm của bạn. Vì những cái lợi ích mà bạn mang đến cho người ta lại mang đến cho bạn một ít tiền. Như vậy là bạn cứ, ông A cho bạn một ít tiền, ông B cho bạn một ít tiền. Bạn thay vì bạn cứ nhặt nhạnh ở xung quanh nhà, bây giờ bạn làm cách nào đó để bạn là có thể bán được toàn quốc chẳng hạn, như vậy thì càng tốt. Đấy. Thêm một cái nữa là mình chia sẻ với các bạn là nếu mà các bạn mà một tạo ra sản phẩm thôi thì cũng chưa ổn lắm. Một cách tốt hơn nữa sau khi tạo ra sản phẩm rồi, thì bạn phải làm cách nào mà cái sản phẩm nó lại kiếm ra tiền, thì bạn phải làm cách nào đó để bạn có thể là xây dựng. Ở đây mình không dám nói là chuỗi nhá, nhưng bạn sẽ phải xây dựng những cái cửa hàng, cửa hiệu, những cái đơn vị người ta vận hành cho bạn, thì như vậy bạn sẽ có thêm thu nhập thôi. Mình không, cái này nó có vẻ là hơi lý thuyết suông một chút, bởi vì các bạn sẽ bảo là tôi lấy đâu ra tiền mà tôi lại mở những cái cửa hàng, cửa hiệu theo cái hướng mà bạn Trường nói như vậy, có vẻ không ổn đúng không? Không, có vẻ không ổn, bởi vì tôi lấy đâu ra tiền? Có 50 triệu thôi, tôi còn đang đi vay lên này. Anh bảo như thế thì làm sao mà làm được? Không phải đâu các bạn ạ. Các bạn phải tính như này này. Trong cái môn kinh tế học ấy, là người ta tính là gì?
người ta tính là bạn vay 100 triệu hoặc là bạn có 100 triệu hay chăng nữa nha. Nếu bạn có 100 triệu mà bạn nghĩ là tôi vì tôi bạn có 100 triệu thì bạn lại không tính cái phần lãi suất của nó ấy, là không đúng đâu nhá. Trong môn kinh tế học nó luôn luôn dạy chúng ta rằng là gì, kể cả bạn bỏ ra 100 triệu để bạn đầu tư thì cái giá trị trong tương lai của đồng tiền đấy trong 5 năm nữa nó phải là bao nhiêu. Ví dụ như tối thiểu là bạn gửi ngân hàng với lãi suất là 8% một năm, 8% một năm nhé. Như vậy là bạn sẽ phải mất khoảng độ 70 chia 8 thì mất bao nhiêu bạn? Đấy, 9 năm, 9, 8, 7, 2, mất 9 năm thì bạn sẽ có được đồng tiền là từ 100 triệu ban đầu mà bạn không phải làm gì cả, bạn đóng vào ngân hàng. Với lãi suất 8% một năm thì sau 9 năm thì 100 triệu thành 200 triệu. Đấy, đấy là cái mà tối thiểu là bạn phải tính thế. Thế thì sau khi mà tính như vậy rồi ấy, thì kể cả là bạn có 100 triệu đấy thì bạn nếu bạn gửi ngân hàng thì nó hơi bị yếu kém một chút. Bạn làm sao bạn phải cho nó vào đầu tư sản xuất kinh doanh. Không phải là tôi khuyên các bạn đi làm máy giặt. Bạn có thể làm bất cứ cái gì mà bạn nhìn thấy rằng là cái lợi nhuận nó thu về nó rơi vào tầm của độ, ví dụ ngân hàng là 8% một năm thì nó rơi vào là 0,7% một tháng. 0,7% một tháng thì bạn phải tính làm sao nó phải rơi vào 3% một tháng. Cái lợi nhuận đạt được trên đồng vốn bạn bỏ ra nó phải tối thiểu phải đạt được là 3% một tháng sau khi trừ các khoản chi phí. Chi phí ở đây bao gồm là cái gì? Ví dụ bạn đốt cái bếp này phải mòn đi. Được chưa? Cái bếp này phải mòn đi, đấy gọi là chi phí phải khấu hao. Đấy. Và chi phí gì nữa? Chi phí tiền vay. Bạn bỏ ra 100 triệu bằng tiền túi của bạn thật, nhưng bạn vẫn phải trừ đi cái khoản là 800.000 một tháng. Các bạn nhá, không phải không trừ đâu. Rồi bạn phải trừ đi các khoản chi phí để vận hành. Bạn trừ đi các khoản chi phí mà thuê mướn nhân công rồi các vật tư tiêu hao. Đấy, bạn phải trừ, sau khi trừ chi phí đi thì cái lợi nhuận bạn bỏ ra 100 triệu tối thiểu bạn phải được 3 triệu một tháng thì hãng làm. Còn nếu mà dưới 3 triệu thì tốt nhất là bạn quên ngay cái ý tưởng đó đi, quên ngay cái ý tưởng đầu tư đi và phải nhìn xem là cái tính bền vững của nó nằm ở đâu. Ví dụ như là nếu làm theo cách A này thì sẽ bao lâu sẽ thu hồi vốn và điểm hòa vốn là bao nhiêu, một ngày phải giặt tối thiểu bao nhiêu con chân, một ngày phải rang bao nhiêu con viên lạc, một ngày phải đun bao nhiêu nước này thì sẽ hòa vốn được cái bếp này. Đấy, bạn phải tính liên tục như vậy thì nó sẽ cho ra chúng ta ra giải pháp thôi. Chứ còn chừng nào mà bạn cứ ngồi bạn nghĩ lên nghĩ xuống thì bạn cứ nghĩ, bạn nghĩ ngày hôm nay bạn định làm cái bếp này để bạn bán ấy, thì ngày mai một tuần nữa bạn quay ra đã có thằng nó làm cái bếp y chang này nó bán rồi. Đấy, bạn định mở hiệu giặt chăn, bạn đang suy nghĩ trong đầu bạn thì khoảng độ tuần sau hoặc là tháng sau hoặc là 2-3 tháng sau đã có thằng ở gần nhà mình nó mở hiệu giặt chăn rồi. Đấy, cho nên là bạn cứ nghĩ và quan sát thật, ra quyết định nhanh. Ăn nhau là cái khả năng ra quyết định ấy. Ra quyết định phải nhanh. Các bạn ra quyết định nó cứ chần chừ lẫm là lẫm lờ thì đúng là cái cơ hội nó sẽ khó có thể là đến với mình tốt được. Tất nhiên là ra quyết định nhanh nó phải dựa trên các cái bằng chứng, chứ không phải ra quyết định nhanh là thấy cái con bé kia đi ngoài đường cái quyết định lao vào ôm ngay, không được đâu. Mình phải quan sát nó xem là ánh mắt nó như thế nào qua 3 ngày vừa qua, rồi là cái cử chỉ của nó khi đi qua gặp mình nó như thế nào, bạn giao tiếp với nó trong một tòa tháng vừa qua thì cái dấu hiệu của nó là như nào, thì bạn mới ra quyết định ôm nó đi. Chứ bây giờ chưa ra quyết định nhanh nhìn nó phát ra ôm bầu trầm với nó là ta cho vớt lật mặt ra, nó báo công an kiện cho tù lòi gông ra chứ, đúng không? Đấy, cho nên là ở đây kinh doanh nó cũng y chang như việc tán gái thôi. Đó. Bây giờ là nước của tôi nóng rất già rồi này, có chưa, khả năng cái bể nước của tôi nó sẽ bị trào bởi vì tôi đang cho nước vào máy CNC plasma. Thế đó, mà nói chuyện với các bạn kéo trào nước lên. Đây là những cái nắp của máy sấy các bạn này. Ai nhỉ? Gần trào các bạn ạ. Gần trào rồi. Nước dâng lên. Đấy, mà nói chuyện với các bạn, tôi đang lấy nước vào trong máy CNC plasma. Tôi chuẩn bị sử dụng một cái máy 60. Đây là những cái bu ly các bạn này. Tôi tắt nó đi. Ôi giời, thằng cu em kia nó lại... Đây, tôi đang làm một bếp siêu tốc. Cái bếp siêu tốc nó ở chỗ tối quá các bạn này. Đây này, tôi làm cái bếp siêu tốc. Cái bếp này tôi đang kỳ vọng là nó đun trong vòng khoảng 15 phút được một cái bình này nước nóng khoảng 70 độ. 15 phút được 70 độ, tôi đang kỳ vọng nó như vậy. Và nó được khoảng độ 80 lít nước trong vòng 15 phút. Tôi đang dự kiến nó như vậy. Và tôi sẽ làm nó làm 2 tầng này. Nó cũng sẽ được thiết kế theo kiểu như này. Nhưng mà đây là lấy khí nóng, kia là lấy không khí, lấy nước nóng.
Là các bạn mà thích bắn bi thì mình gửi cho các bạn một rổ bi nhé. Anh em nó sơn si này nó ném ra nhiều lắm, bổ những cái bình ra đấy. Nên là anh em nó có xin bớt rồi đấy. Đây này, giới thiệu với các bạn cái máy hàn được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo kìa. Hàn nhàn lắm anh em ạ. Thế là tôi đủ nước để tí tôi cắt sắt rồi. Tôi tắt cái tấm này ra để tôi mai tôi làm cái lò để tôi mang đi sang Tuyên Quang. Ngày kia tôi đi sang Tuyên Quang lắp máy giặt bên Tuyên Quang các bạn á. Ngày kia tôi lắp một bộ máy giặt giặt thôi, giặt và lò đốt thôi. Chứ người ta cũng không có nhiều vốn lắm để làm cả sấy. Đó. Đây là cái nắp của cái máy sấy này. Nắp của cái máy sấy đây anh em này. Mình chưa ăn cơm đâu, quên là mình còn chưa tắm, đang nấu nước để tắm. Nắp cửa của máy sấy này. Đây, giới thiệu cho các bạn tiết kiệm để làm gì thì đây. Các bạn xem này, những chiếc tủ nhôm rất là xịn sò các bạn nhìn này. Tủ nhôm máy bay các bạn nhá. Tủ nhôm máy bay ấy. Đấy. Tôi mua 4 cái tủ nhôm là với giá 800 nghìn. Cái tủ nhôm này còn nó có sẵn quạt, nó có các module thiết kế sẵn trong đấy rồi. Để sau này tôi nhốt những con motor này vào đấy. Đấy, để tôi một cái bộ điều khiển này, điều khiển 6 cái motor. Ui, còn bao nhiêu đồ tôi còn chưa kịp khui các bạn này. Bởi vì tôi mua này là những cái con dây hít me thứ này. Mình cứ mua về để mình chuẩn bị chế này. Đôi khi nhặt đồng nát có lợi lắm các bạn ạ. Nhặt đồng nát đôi khi lợi lắm. Anh mua bông thủy tinh ở đâu anh Trường? Để anh cho em số điện thoại em mua bông gốm ấy. Bây giờ đừng dùng bông thủy tinh. Bông thủy tinh nó ngứa lắm. Bông gốm nó cũng ngứa nhưng mà nó đóng thành bánh rồi. Đóng thành bánh biết rồi nó đỡ hơn. Nhá. Mình dùng bông gốm ấy, đừng dùng bông thủy tinh. Bông thủy tinh nó hay rơi rụng, nó độc hại hơn. Mới lại bông thủy tinh chịu nhiệt không bằng bông gốm đâu. Em xem gốm và sứ nó là một trong những cái nghề truyền thống của các nước rồi. Nước Đông Nam Á rồi. Và nó cái đầu mà bạn hàn tích này, cái đầu cắp vào lát ma này người ta phải dùng bằng sứ. Sứ làm mức độ cao hơn của gốm. Đấy các bạn nhé. Đây này, giới thiệu các bạn qua đi đồng nát này. Đấy, những cái món này về chế cháo thích lắm này. Mai mốt tôi cho để các bạn xem là chỉ thêm 100 nghìn nữa thôi. Nó sẽ nháy nhỉ như cái đèn vũ trường của lúc mới mua. Tất nhiên chất lượng không thể bằng mới mua, bởi vì mới mua nó có giá là 2 triệu rưỡi một cái bộ này cơ. Các bạn nhé, 2 triệu rưỡi một cái bộ này cơ. Tôi để tôi xem trên mạng rồi, 2 triệu rưỡi là mới. Thế mà hai cái đèn này là 5 triệu. Tôi mua có 70 nghìn thôi. Hôm qua vừa livestream với các bạn xong. Cho nó đổi màu được rồi. Đổi màu bằng cách nào đây các bạn xem bên này. Các bạn biết pha sơn rồi đúng không? Nhưng mà nó biết pha sơn rồi mình chia sẻ luôn. Dây đỏ này nó có ký hiệu đây, tôi quay sang bên này. Dây đỏ này tức là dây nó có ký hiệu là VCC. VCC đây này các bạn đây này. Đây nó bị bẩn tôi chưa kịp lau này. Hoặc là nó không ghi VCC thì các bạn phải biết là khi người ta đã ghi là 24V thì bạn phải biết đây là dây dương các bạn nhé. Người ta có rất nhiều cách để ghi để cho các bạn làm việc. Ở đây nó ghi là 24V thì bạn phải hiểu đây là dây dương, dây 24V dương. Còn dây âm thì bao giờ người ta cũng sẽ ghi là G. G tức là ground hoặc là ghi số 0. Đó. Thì một bên 24V thì bên kia chắc chắn phải là 0V đúng không? Đã là bên 24 là bên dương rồi đúng không? Thì bên kia chắc chắn phải 0 rồi. Thì bây giờ các bạn biết pha sơn rồi, tôi chia sẻ luôn các bạn này. Dây vàng này mình quên nó đi đã này. Dây vàng này nó vào module điều khiển mình quên nó đi này. Bây giờ con này thì nó không ít dây quá, bây giờ bỏ sang dây này đi. Các bạn xem nha, dây vàng với dây đỏ trong ngôn ngữ của máy tính cũng như là các cái ký hiệu trong điện thì thường những dây có màu sặc sỡ như này là những dây có là dây dương. Thế mà thế đấy, nào ngoài đời này mấy cô gái sặc sỡ lại là âm nhỉ? Mang cái đổi cho các bạn là dương mới đúng luôn. Đấy, nó ghi 24V các bạn nhìn thấy chưa? Đây này, nó ghi 24V nhá. Đấy, đỏ và vàng thường nó là dương. Và thường nếu không biết nữa thì ghi vào đây. Đây, 2V cộng cái này. Đấy. Vậy bạn biết pha sơn rồi ấy, thì bạn nhìn đây này. Cái dây màu trắng này nó ghi chữ red đây này. Đây là do người ta sửa rồi các bạn nhá. Đây là do cái thằng làm cái này nó sửa rồi đấy. Nó đầu hàng rồi, nó bỏ đi rồi đấy. Thường thì dây màu red này là sẽ là dây da màu đỏ này, blue này, đấy, green này, đấy, blue màu xanh, thì đây nó blue lại cho màu trắng. Thế là người ta sửa nó nhanh nhanh nó xong mà, xanh cốt nó xong.
Thế thì bây giờ bạn cho dây dương này vào trong cái nguồn điện dương này, cái nguồn điện dương của cục 24V này. Bạn cho bất kỳ một dây nào trong ba cái dây R, G và B này, dây R, G và B này vào trong cái cực âm của nó. Nếu bạn cho nguyên cái dây màu, tôi lấy ví dụ đây là dây màu xanh nhé, dây màu xanh nhé. Nếu bạn cho dây màu xanh vào thì nó sẽ ra màu xanh. Nhưng nếu bạn chập xanh với đỏ này vào nhau, đấy, thì không khác gì bạn pha sơn đâu. Thì nó lại chuyển sang thành xanh pha với đỏ thì là nó thành màu gì? Theo bạn thành màu gì? Đấy, thì nó thành màu đúng như vậy. Bạn pha sơn bạn biết rồi. Xong xanh với xanh, xanh dương với xanh, xanh nước biển cộng với xanh, xanh lá chuối thì nó sẽ thành màu gì? Thì nó đã kích vào đây thôi. Bạn kích vào cái dây âm này thôi, chụm nó vào, kích vào dây âm này thôi, nó sẽ tạo ra màu như vậy. Khi bạn kích vào như vậy ấy, thì bạn lại chỉnh chiết áp cho nó dao động từ 12V cho đến 24V. Thì ứng với lại một cái giải điện áp từ 12V, 12V1, 12V2, 12V3 nó đến từ 12,01, 12,01 cho đến tận 24. Mỗi một cái nấc như vậy nó tạo ra những màu khác nhau. Như vậy nó tạo ra hàng triệu màu các bạn. Bạn tưởng tượng chưa? Nó tạo ra hàng triệu màu, mặc dù nó chỉ có 3 màu thôi. Như thế này là bạn hiểu rồi đúng không? Có phải là từ 1, có phải từ 1 cho đến từ 12 cho đến 24 nó ra như này không? Đây. À, tôi viết ra 12, 12,1, 12,2. Đấy, cho nên dài này, nguyên hết con số 12 đã 10 lần rồi. Và đây lại từ 12 cho đến 24 thì có phải là 12 lần không? 12 nhân với 10 thì có phải ra là 120 lần không? 120 lần nhân với lại 6 trường hợp thì phải ra là hàng nghìn trường hợp chưa? Hàng nghìn trường hợp màu khác nhau, mắt bạn không đủ khả năng để nhận diện ra nó, sự thay đổi của nó. Bạn tưởng tượng không? Ví dụ 12,1 lên 12,2 thì mắt bạn gần như không có khả năng để nhận diện ra sự thay đổi của nó. Nó ok. Như vậy là bạn biết rồi nhé. Mặc dù chỉ có 3 màu RGB thôi. Còn nếu mà người ta mà muốn có 16 triệu màu thì người ta sẽ thêm một chân nữa vào đây. Tất nhiên con LED nó phải khác đi. Con LED nó không thể như này được, con LED phải khác đi. Con LED đấy nó sẽ phải là con LED full color. Full color thì nó không phải là B RGB nữa mà phải là V RGB và V nữa. Đấy. Nó phải có một cái chân V nó gọi là cái chân đấy gọi là chân vertical nha các bạn. Vertical tức là giả lập. Các bạn nhé, vertical tức là vả lập, bạn tra từ điển nó xem. Phải vertical là tả lập không? Đây là vertical này. Đây chữ vertical này. Vertual này. Đây này. Tức là giả lập các bạn nhé. Giả lập. Nó ra giả lập ra các cái trường hợp khác nhau, nó ra triệu màu. Đó. Ok. Đấy, nói chuyện với các bạn live stream cũng giờ đi tắm cũng chẳng muộn đâu mà. Mình thì mình cứ thích chơi, mình thức 1-2-3 giờ sáng ấy, cho nên là không ngại gì. Thế cả 8-10 giờ đây cũng chẳng sao cả, cứ nước nóng này phang và không sợ gì cả. Ôi bây giờ nước trong này, ai là tôi lấy cái đồng hồ tôi đo xem nước bao nhiêu độ nhé. Không, các bạn này bảo là tôi đun đùa đùa cho vui. Tôi đoán chắc có phải tầm 70 độ. Không rẻ rách, rẻ rách 70 độ. Tại vì tôi cho 2 màu củi nhá, không phải là 3 đâu. Đây là cái đồng hồ tôi đo nhiệt độ cho các bạn. À đây, trong lúc đi lấy đồng hồ thì mình chia sẻ luôn các bạn các cái đồ chơi của mình. Đồ chơi của mình đây các bạn này. TV lấy về để sửa này. Đồ chơi của mình đây là những cái van để điều khiển cái đường nước vào này. Biến tần này, biến tần này trong này, biến tần. À không, con này không phải con biến tần, con này là con solid relay các bạn này. Con này là điều khiển được dòng lên đến 150A. Bằng cái cơ chế là con diode. Con diode để nó ngắt mạch 3 pha. Thay vì là bạn phải dùng cái khởi động từ tạch 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 tè, thì con này bạn cấp vào đây là dòng điện từ 12, từ 12 cho đến 24V. Thì cũng giống như trường hợp vừa nãy thôi, nếu bạn cung cấp vào 12V thì nó sẽ cho dòng điện, ví dụ là đi qua đây là cao nhất là đến 40A chẳng hạn. Nếu bạn cung cấp vào đây một cái dòng điện là 24V thì nó sẽ full luôn. Nó sẽ cho bạn đi qua một cái dòng điện 380 nhân với lại để ví dụ cái motor của bạn lên đến 100A thì nó cũng cho 100A đi qua các bạn nhé. Và để làm được việc đó thì nó phải có cái sò, phải có cái đế nhôm này. Cái đế nhôm này là để tản nhiệt cho nó. Tại vì con này hoạt động để tạo ra nhiệt độ, cho nên là nó phải tản nhiệt. Cái đế nhôm này, con này là của Fuji của Nhật Bản, cho nên là cái khả năng của nó rất là bền bỉ. Tôi đoán như vậy, hàng thao máy của Nhật Bản đấy, rất là bền bỉ. Cái nguồn đây, nguồn 12V này đấy. Đây là những cái lò xo bằng inox này tôi mua về này.
ba cái lò xo này thôi, thế mà cũng có giá là 900.000 đấy các bạn. 900.000 cái nắm này đấy, chẳng rẻ đâu. Đây cái đồng hồ này tôi sẽ ra. Thôi kệ nó, Minh Quân này, hỏng gan thận thì chết là cùng cái gì đâu mà. Thà một phút huy hoàng còn chờ tắt, còn hơn le lói mãi cả trong tim. Bạn sống tôi để ý thấy rằng là có rất nhiều người sống lắt lay lắm các bạn. Sống lắt lay lắm. Làm nó cứ làm hời hời hợt, cái gì hời hời hợt ấy. Cũng chẳng tạo ra được một cái gì đó thay đổi cho diện mạo của chính mình, cũng như thay đổi để cho người khác cả. Thì tôi đồ rằng là cái việc Minh Quân nói thì nó cũng không quá quan trọng đối với tôi. Bởi vì dù sao thì con người ta cũng phải chết một lần mà. Bạn sống 100 tuổi nhưng bạn trong người bạn chỉ 100 tuổi bạn vẫn lao tâm khổ tứ để đi làm từng đồng từng các một. Những cái đám cưới bạn lại bảo nhau là ôi giời sao đám cưới mùa này sao mùa này nhiều đám cưới thế. Đây 62 độ các bạn này. Sao mùa này nhiều đám cưới thế. Các bạn muốn nó ít đám cưới thôi thì bạn đừng cưới nữa. Bạn đừng tổ chức cưới cho con bạn nữa. Bạn cũng không đến đám cưới nhà người ta nữa. Bạn đây bạn cứ thích đi theo đám đông xong là bạn lại bảo là ôi sao nhiều đám cưới thế. Bạn thích đi ăn cỗ bỏ bố ra được ý. Bạn ra đấy bạn rượu chè bạn phè phỡn ra, đúng không? Xong bạn cứ đi nhau, bạn hôn nhau bảo sao mua được nhiều cưới thế. Bạn đừng đi đám cưới ra nữa. Con bạn đừng cưới nữa, bạn làm 3-4 mâm thôi. Ôi giời ơi kìa. Đúng không? Bạn làm 3-4 mâm thôi. Bạn đừng làm đám cưới nữa. Thì ảnh hưởng gì? Đấy. Đây đồ chơi của bạn, đây là các cái mô đun điều khiển IC điều tốc của xe đạp điện này. Đó. Ok, đây giới thiệu các bạn, đây là cái bu ly mà tối qua tôi ngồi tôi vọc vạch nó này. Đây là những cái bu ly của Nhật Bản này. Đây của Nhật Bản các bạn, đây nhôm này, nhôm này. Mấy nữa tôi sẽ đúc. Mấy nữa tôi sẽ tự đúc lấy. Tôi đang đi mua nhôm rồi. Tôi mua khoảng 5-7 cân nhôm về tôi tự nấu tôi đúc lấy. Đúc cái này dễ thôi mà các bạn. Đúc này dễ thôi mà. Tôi xem các clip người ta làm đúc rồi, đúc nhôm rồi. Mình đúc có thể bị mất, mình phải hy sinh một cái vành này các bạn nhé. Người ta có hai cái vành này thì mình không làm được hai cái vành này thì mình làm một cái vành thôi. Sau đó mình rũa đây. Mình ngồi chơi mình rũa đi. À, hoặc là mình dùng sọc mình sọc. Đấy. Thì mình đỡ phải phụ thuộc vào việc là mua này đắt quá các bạn. Một cái cục này thôi là 380.000, một cái cục này này, nếu mà của đồ mới ấy. 380.000 nguyên bu ly này các bạn thử lên mạng tìm xem. Thế này, con này đường kính đúng bằng một khớp ngón tay, một cái ngón tay trỏ thôi này. Một ngón tay trỏ của tôi như gọi là 7 phân đi. 7 phân. Hôm tôi sờ vào con bé nào nó bảo cái ngón tay của anh chắc được 7 phân anh ạ. Cho nên hôm nay tôi vẫn nhớ. Chắc ngón tay tầm 7 phân. Anh Trần Du anh làm về tự động hóa công nhận cái này nó rơi vào tầm 380.000 đâu. Nguyên con bu ly này. Không rẻ đâu. Thế tôi mua hàng bãi đâu. Mua nhiều hàng bãi đó các bạn ạ. Mà nhiều người bạn ở trong miền Nam bán cho tôi đó. Cái tủ nhôm mà vừa nãy các bạn xem đoạn vừa nãy đó là tôi mua ở miền Nam đấy các bạn ạ. Đó. Đây công nợ của mọi người tôi cũng phải ghi rõ đây, ai nợ gì hết, bao nhiêu. Cái gì bao nhiêu này. Tôi phải ghi hết ra đây này. Đó. Ghi rất rõ đây, bạn nào nợ cái gì, nợ cái gì bao nhiêu này. Đấy, 126.000 thôi còn 126.000 120k. Cũng nhiều đấy. Tớ sao đành yêu thương. À trong này còn có con sò này. Có con sò để sưởi ấm về mùa đông này. Hay ho quá. Không phải là siêu trí tuệ đi ông Trường, ông Trần Du rất láo nhá. Suốt ngày chỉ một câu duy nhất là ông Trường là siêu trí tuệ. Siêu với con khỉ. Ông mới là người siêu trí tuệ, ông làm được các kiểu liên quan đến PLC rồi là tự động hóa. Tức là tôi chỉ nghịch ngợm linh tinh thôi. Đó. Làm lười không dọn đi thì lười không dọn đi thì phủ cái tờ giấy lên. Thế là nó hết bụi các bạn. Hết bụi luôn. Cái loa lại tự chế các bạn này. Mua ấy có 580.000 cái dàn loa với hệ thống mạch điện thôi. Cái âm ly kia mua âm ly này ngày trước 1.1 triệu, bây giờ nó có giá có 700.000 thôi. 700 cộng 580 có 1.2 triệu thôi. Tha hồ nghe. Tha hồ nghe anh em. Đây là tôi mở 1/4 công suất thôi đấy. Đấy. Hai loa. Lâu ngày không nói đến mới quên mỗi ngôn ngữ của loa rồi. Hai chép, hai trung, hai bát. Đấy. Thế thôi nhá anh em nhá. Mình livestream nói chuyện với các bạn về việc tiết kiệm. Về một cuộc sống tiết kiệm để làm gì thì mình chia sẻ với các bạn vậy thôi. Tức là tiết kiệm là để dành các nguồn lực làm những việc khác. Anh Minh Quân có thấy cái ý trả lời của tôi thấy hợp lý không anh Minh Quân?
Bạn bảo là thức muộn nhanh hỏng gan thận lắm anh ơi. Thực ra mà nói mình đoán rằng là bạn thức muộn thì không bằng bạn uống một cốc rượu đâu. Bởi vì theo đơn vị tính của nước ngoài, một cốc bia hoặc là một lon bia 333 ấy. Đó, thì nó là gọi là một đơn vị cồn. Một người chỉ nên dùng một cái thôi. Nhưng các bạn để ý ra, các bạn ra kia các bạn uống tận là 10 cốc. Thay vì uống một chén rượu là các bạn uống đến 8 chén. Cái gì hại hơn? Mới lại vẫn nhắc lại thêm một lần nữa, thà một phút huy hoàng rồi chờ tắt còn hơn cứ lè lói mãi trong tim. Nó chẳng làm được cái đấy gì cả. Thức bạn không dám thức bằng mọi người. Làm nhiều hơn thì bạn sợ gian khó. Kết quả là bạn sống lắt la lắt lay. Bạn làm sao mà mỗi một ngày nhập về hàng 2-3 triệu tiền đồ chơi như mình. Bạn có nhận không? Bạn cứ để ý mình live stream mà xem. 2-3 triệu tiền đồ chơi một ngày. Bạn lấy đâu ra đạn để bạn chơi như thế? Thức đêm mà ngồi nghiên cứu chứ. Thức đêm mà còn học xem cái gì, làm cái gì, cái gì chức năng ra sao để mình có thể ghép chúng vào nhau chứ. Trời giời. Anh Minh Quân nhận không? Đó, tôi mời bạn uống chén rượu nhá. Lùa vào chè đấy. Nước chè đặc ấy. Tôi pha một ấm chè thật đặc. Xong tôi đổ bớt ra một nửa. Đó, tôi đổ bớt ra một nửa. Nếu không đặc quá. Mặc dù chưa ăn cơm nhưng mà tôi vẫn uống được. Rồi. Đấy nhá. Thế thì đấy, bây giờ mình lại nói về việc là tiết kiệm. Tiết kiệm là dùng hợp lý hóa các nguồn lực, tối ưu hóa nó. Và thêm một cái nữa là công thức về tài chính. Công thức tài chính bạn lấy 70 phép thần thông của tôi vào không? Là một trong những phát kiến mà mạnh nhất của thế kỷ 20 về lĩnh vực tài chính. Minh Quân ơi, em nghĩ thế là nó đi vào là theo cách nghĩ của những cái số đông đấy. Nếu mà anh giải thích nhiều lần rồi đấy, nếu như anh Vượng ấy, anh ấy mà nghỉ không làm gì nữa, anh chỉ cần bán đi một cái Vincom thôi thì đời cháu anh ăn còn không hết cơ. Tại sao nó ông ấy lại phải đi làm cái xe ô tô làm gì cho mệt người nào hả? Em thử lý giải ra vì sao ông đi làm ô tô để làm gì cho mệt đầu hại não. Rõ là hại não. Không vay mà đống tiền. Vay tỷ đô la rồi. Nào, vay 900 triệu đô la để hơn 900 triệu đô la để làm cái ô tô. Thay cái xe xong. Sau đó mua lỗ. Hơn 900 triệu đô la. 1 triệu đô la tức là 23.000 tỷ đồng Việt Nam. Tại sao ông phải đi vay thế để làm gì? Chết có mang đi được đâu. Nói như em ấy, người ta ăn nhau ở cái gì? Tại vì em đang ở cái mức là trong cái tháp gọi là cái tháp của Maslow ấy. Em phải để em đừng tủi thân cái đoạn này nhé. Em phải học cái gọi là 7 bậc thang của Maslow. Cái bậc thang thấp nhất ấy là chỉ đi kiếm ăn thôi. Nó giống như con gà đẻ ra chỉ đi bới để ăn thôi. Thì đấy là cái bậc thang cuối cùng. À, cái bậc thang cuối đầu tiên chỉ có gì tìm cách để có cơm no áo ấm cái đã, mua được cái đôi dép để đi cái đã, mua được cái xe đạp để chạy đã. Đó, sang nước thang thứ hai người ta nghĩ chuyện xe máy, sang nước thang tiếp theo người ta có quan của để người ta mua ô tô, sang nước thang nữa là nước thang cuối cùng ấy, đó là danh tiếng, muốn được mọi người công nhận, muốn có gây ảnh hưởng cho cộng đồng, cho nên người ta mới lại liên tục làm như vậy. Tại vì em đang ở cái mức thấp nhất, đúng không? Cứ gọi em mua được ô tô đi. Cái ô tô đấy chỉ để làm ăn thôi, chứ phải ô tô để hưởng thụ. Cho nên là vì em đang ở cái mức đó thì em mới có những cái phát biểu kiểu đó. Đấy, em nhé, mình đừng thủ dâm cái đoạn này. Mình phải nhận diện được mình đang là người như thế nào. Mình nhận diện được mình là người thông minh. Mình nhận diện mình là người uống được chè. Mình nhận diện mình là người uống được rượu. Mình phải nhận định được mình cái đó. Thì mình biết mình là ai cái thì mình mới uống được rượu. Còn mình thấy mọi người uống mình cũng bảo là uống như kia chết cụ nó mất, không được, không phải đâu. Người ta là con người ngâm suốt ngày trong rượu rồi, người ta làm sao chết được ngay.
Ơi người uống rượu 10 năm liền không chết, mỗi ngày chơi chai Pepsi không chết. Trong cái đó nếu mà mình uống như vậy mình chết lâu rồi. Mình phải biết mình là ai cái đó. Đấy, hiểu chưa? À. Cho nên mình bỏ cái cách nói chuyện theo kiểu ấy đi quân ạ. Đừng nghĩ theo kia, mình gặp ai người ta làm cái gì mình cũng chỉ là ôi, bạn làm việc chăm chỉ quá, thật là tuyệt vời. Sản phẩm của bạn làm ra tôi nghĩ rằng là có những cái cải tiến A, cải tiến B, ví dụ cái dây diều của bạn nếu lắp thêm motor vào nữa thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ đắt giá đấy, tăng thêm giá trị đấy. Kiểu như vậy, rất là tuyệt vời. Và tôi thấy rằng là đông người dùng cái sản phẩm của bạn rồi, Minh Quân ạ. Và tôi nghĩ rằng là bạn nên mở một cái xưởng to hơn nữa được không? Kiểu như đấy, nó mang tính chất tích cực. Thế còn mình nói theo cái kiểu mà Minh Quân đang nói là nó mang tính chất tiêu cực, được chưa? Mình bớt dùng những từ ngữ tiêu cực đi. Đó, mình chỉ nói những lời tích cực thôi, để ngày mai chúng ta có được cuộc sống tích cực hơn. Đấy. Ok. Ok không thì bảo. Không phải bảo anh Trường anh chém gió. Tất nhiên là chém gió để cho gió thổi vần phật. Nhưng mà mình chia sẻ là chia sẻ những gì mang tính chất lý thuyết thôi. Chứ bản thân mình thực hành cũng không ổn lắm đâu. Mình thực hành không ổn lắm đâu. Bởi vì cái não của mình nó bị, mình sinh năm 80 mà, thì cái não của mình nó bị ảnh hưởng bởi những thế hệ người đi trước, là những người mà tiếp giáp mình 78, 76. Ví dụ các chị của mình thì là những cô gái, mà những cô gái trước những năm 80, trước những năm 84 đa phần là thích xem bói xem toán, có cái thái độ cách nhìn đa phần về hướng tiêu cực của phong kiến. Thế thì tôi đã sống trong cái môi trường như vậy lâu năm, tôi bị ảnh hưởng của nó. Thế nên cách tôi nghĩ ngày hôm nay chưa chắc tôi đã làm được. Bởi vì sao? Bởi vì tôi bị nhồi não một cách thụ động, và trong tiềm thức của tôi tự nó nảy lên những cái mà hằn học, tự nảy lên những cái bon chen, tự nảy lên, nó vẫn nằm ở trong đó những cái gọi là kiểu như người ta gọi là tham quyền cố vị, cái kiểu như kiểu là châu buộc cách châu ăn, cái kiểu như là thấy người ta giàu lên thì mình tức tối ấy. Nó vẫn nằm ở trong não của tôi xác nhận điều đó. Bởi vì tôi sống trong cái thời kỳ của các chị các anh, tôi là sống mãi trong cái thời kỳ bao cấp khó khăn rồi. Mọi người suốt ngày nói về những câu chuyện kiểu như vậy, vừa đương nhiên nó sẽ bị thẩm thấu ở đầu tôi. Đấy, thế là cái cách mà tôi nghĩ tôi chia sẻ với các bạn là như vậy thôi, chứ còn chưa chắc tôi đã là người thực hành tốt đâu. Ăn nhau ở thực hành cơ. Vì sao mà mình lại không cần ăn cơm mà mình vẫn uống được nước chè đặc? Bởi vì tôi có biểu bối, tôi mua về cho anh em ngồi thỉnh thoảng làm việc thì ăn. Thế là tôi cũng thỉnh thoảng tôi lại nhậu cái kẹo lạc, thế là tôi cái kẹo vừng, thế là nó thành không cần phải ăn cơm ngay. Ok, hôm nay anh em nhá, tôi cho mình tắm này rồi.